Xin chào cô chú và anh chị đã quay lại kênh Nhà Đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Lời nói đầu tiên, em kính chúc quý anh chị có ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân nha. Hôm nay em về ấp Bờ Xe, xã Thành Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một thửa đất vườn có tổng diện tích là 1.000 m². Trước tiên thì em xin giới thiệu về con đường đi cho anh chị và cô chú nắm thông tin chính xác hơn nha. Anh chị rẽ phải là di chuyển ra đường nhựa Kinh Đào khoảng là 500 m. Và con đường này cũng liên thông ra đường huyện lộ 35 khoảng là 1 km. Con đường này anh chị di chuyển là đường xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ là anh chị di chuyển thoải mái luôn nha. Và từ vị trí thửa đất anh chị di chuyển về thành phố Mỹ Tho khoảng là 1,5 km thôi. Từ vị trí đường bê tông 3 m, anh chị di chuyển vào đường bê tông 2,5 m khoảng là 200 m nha. Em mời cô chú và anh chị di chuyển vào bên trong xem và tham quan thửa đất vườn dừa này nha. Rồi, em đã di chuyển tới vị trí thửa đất vườn dừa mà hôm nay em giới thiệu anh chị nè. Và con đường này anh chị di chuyển khoảng 300 m nữa là con đường cùng nha anh chị. Và con đường này anh chị di chuyển là đường xe ô tô 4 chỗ được luôn nha. Và ở đây thì có điện nước, wifi có đầy đủ. Và khu dân cư, nhà cửa em thấy thì ở rất là đông. Rất là thích hợp cho anh chị mua để cất nhà ở hoặc là anh chị lập vườn trồng cây ăn trái. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 13 m và có chiều dài là 68. Ở phía sau đất nở hậu ra là 15 m nha anh chị. Và ở đây thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ Xoài Hộp, chùa Sắc Tứ, tỉnh lộ 870 anh chị cách khoảng là 1,5 km nha. Và thửa đất đang quay về hướng Tây Nam nha anh chị. Và từ vị trí thửa đất anh chị di chuyển về thành phố Mỹ Tho khoảng là 2 km. Anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh di chuyển về đây khoảng là 65 km nha. Ở đây thì trên đất gia chủ đang trồng dừa xiêm xanh nha anh chị. Cũng đang trong quá trình là cho trái luôn. Chút xíu nữa em sẽ di chuyển vào bên trong cho anh chị và cô chú tham quan vườn dừa trái rất là sai luôn nha. Gia chủ thì cũng đang trồng một số mít nữa nha anh chị và vài cây chuối thôi. Mít thì cũng đang trong quá trình là cho trái luôn. Về thì anh chị chăm sóc và bón phân hàng tháng thì anh chị có thu nhập luôn nha. Và trên đất thì gia chủ có vô điện nha anh chị và có hệ thống tưới tiêu có đầy đủ luôn. Về thì anh chị bật cầu dao lên là hệ thống tưới tiêu sẽ tự động quay luôn nha. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 1 tỷ anh chị. Nếu anh chị có nhà ý, anh chị cứ liên hệ bên Nhà Đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn cho anh chị và cô chú trực tiếp xem thửa đất vườn dừa này và anh chị gặp chính chủ, anh chị thương lượng giá cả luôn nha. Đất này thì tương đối cao ráo và bằng phẳng nha anh chị. Đất thì rất là sạch sẽ, xung quanh thì không có màu mã. Vị trí này thì rất là tuyệt vời luôn, rất là gần trung tâm thành phố Mỹ Tho và lên cao tốc Trung Lương thành phố Hồ Chí Minh. Chủ yếu thì gia chủ chỉ trồng dừa xiêm xanh thôi nha anh chị. Trong quá trình cho trái rất là nhiều luôn. Một cây dừa cho từ đến 3 đến 4 quài nha anh chị.
Ở đây thì dừa lúc dày cũng rất là mắc luôn đó anh chị, khoảng 60 ngàn là một chục đó anh chị. Vậy thì anh chị chăm sóc thì hàng tháng một công dừa anh chị thu nhập cũng khoảng là 2 triệu ha. Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị á, san lấp mặt bằng, xây nhà vườn lên thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị và cô chú đủ điều kiện luôn nha. Đất này thì thuộc cây lâu năm nha anh chị, chưa có thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu để lên thổ cư, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị và cô chú để lên thổ cư. Mọi ý kiến thắc mắc anh chị cứ để lại bình luận bên dưới, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ trực tiếp giải đáp thắc mắc để anh chị nắm thông tin chính xác hơn. Hoặc anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, có để số điện thoại trên màn hình, bên em sẽ gửi sổ thông tin đường đi cho chính xác, để anh chị ở xa về đây thì cũng không mất thời gian nha. Ở gia chủ thì trồng dừa, mít, chuối đó anh chị. Dừa thì trái rất là sai luôn. Về thì anh chị chăm sóc là anh chị hưởng quay lại thôi. Phía sau thì cũng có con mương công cộng khoảng là 2 mét nha anh chị. Con mương này cũng liên thông ra ngay chỗ sông Cầu Gụ và sông Gạch Đào khoảng là 500 mét. Ở đây thì dùng nước ngọt quanh năm, không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Anh chị có thể trồng tất cả loại cây ăn trái như là bưởi nè, dừa, sầu riêng và nhiều loại cây ăn trái khác, anh chị có thể đều trồng được luôn nha. Để em di chuyển ra phía sau, em chỉ ranh giới và chi tiết thửa đất cho anh chị và cô chú nắm thông tin chính xác hơn ha. Đất ở phía sau nở hậu ra là 15 mét nha anh chị. Đất mình thì rất là vuông vức và nở hậu, rất là đẹp luôn. Vị trí này thì em thấy anh chị cất nhà ở hoặc là lập vườn trồng cây ăn trái, em thấy thì rất là phù hợp luôn nha. Em cũng xin nhắc lại thông tin địa chỉ cho anh chị và cô chú nắm bắt một lần nữa nha. Hôm nay em về ấp Bờ Xe, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một thửa đất vườn có tổng diện tích là 1.000 m², ngang là 13 m và có chiều dài là 68. Đất ở phía sau nở hậu ra là 15. Phía sau thì gia chủ đã cặm trụ 4 gốc hết luôn nha anh chị. Anh chị ở xa về đây thì cũng không sợ vấn đề là tranh chấp nha. Và con đường ở phía trước anh chị di chuyển là đường xe ô tô 4 chỗ nha. Và ở đây thì có điện nước, wifi có đầy đủ. Khu dân cư, nhà cửa rất là đông đúc, rất là thích hợp cho anh chị lập vườn và cất nhà vườn để nghỉ dưỡng, em thấy rất là phù hợp luôn. Và ở đây thì có đầy đủ tiện ích như là chợ Sòi Hột, chùa Sắc Tứ, tỉnh lộ 870 anh chị á, cách khoảng là 1 km nha. Từ vị trí thửa đất anh chị di chuyển về thành phố Mỹ Tho khoảng là 1,5 km và anh chị di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh khoảng là 65 km nha. Ở đây là khu vực ở phía sau nha anh chị, bên kia thì có làm cổng và làm trụ hàng rào B40 hết rồi, và phía sau thì cũng có đường mương công cộng khoảng là 2 m. Mương này thì anh chị liên thông ra ngay chỗ sông Cầu Gụ và sông Gạch Đào khoảng là 500 mét thôi. Đây là tổng quan thửa đất nha anh chị. Ranh giới 4 góc thì rất là rõ ràng. Anh chị ở xa về đây thì cũng không sợ vấn đề là ranh giới nha. Trên đất thì chủ yếu là gia chủ chỉ trồng dừa và mít thôi. Dừa thì cũng đang trong quá trình có quê lợi luôn. Đang trong quá trình cho trái rất là sai luôn nha anh chị. Dừa này gọi là dừa sim xanh. Hàng tháng thì anh chị cũng có thu nhập, và một công dừa này khoảng là 2 triệu một tháng nha anh chị.
Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 1 tỷ. Nếu anh chị có nhà ý, anh chị cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn cho anh chị và cô chú trực tiếp xem thửa đất vườn này, và anh chị gặp chính chủ, anh chị thương lượng giá cả nha. Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị san lấp mặt bằng, xây nhà vườn lên thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị và cô chú đủ điều kiện luôn nha. Cuối video em cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã dành chút ít thời gian xem video của em. Nhớ ủng hộ em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ là động lực giúp cho kênh của em ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp lại quý anh chị ở những phần video tiếp theo nha.